Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Trí Việt em của mình. Thì nếu như mà các bạn đi vào cái app Bi và các bạn sẽ thấy một cái video ở trên màn hình chính của Bi Network đó các bạn, tức là Was Bi Building. Ha, và chúng ta có thể lít vào chính nút xem nè. Watch now là chúng ta xem. Tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn biết à, Cái nội dung trong video ha Thì các bạn có thể tham khảo nha Để các bạn nắm thực là à, Việc mà C fan trả lời như thế nào về dự án bi này Các bạn có thể bấm vào Watch Now nè Thì nó chuyển sang cái video ha trên YouTube các bạn bấm vào cái hình răng cưa các bạn chọn phụ đề ha, à, các bạn chọn dịch tự động nè sau đó các bạn chọn tiếng việt ha thì nó có thể dịch tự động cho chúng ta xem được cho các bạn rất là dễ dàng nha tuy nhiên còn các bạn không xem thì các bạn có thể xem video mình các bạn có thể là biết được cái tiếng việt là gì nha nội dung là gì chính xác chúng tôi đang xây dựng những gì cho dự án này AMA Ask Me Anything của Cefan ngày 7 tháng 10 2022 bi là một blockchain player một với tiền tệ bản địa của riêng nó bi và một nền tảng để xây dựng ứng dụng bi trên đó bi tập trung vào việc xây dựng tiện ích do đó một trong những ứng dụng cốt lõi mà chúng tôi có thể chạy trên bi ví dụ như marketplace chợ thương mại điện tử bi hoàn toàn khác biệt so với các dự án khác trong phân khúc của nó với chiến lược đạt được khả năng tiếp cận và áp dụng đại trà tiền mã hóa cũng như tạo ra một hệ sinh thái dựa trên tiện ích và phần thưởng web có ba yếu tố chính mà chúng tôi đã và đang áp dụng cho đến đây một là tăng trưởng bởi vì chúng tôi tin rằng một đồng tiền thành công thực sự phải dựa vào số lượng người dùng đủ lớn bạn nắm giữ loại tiền này nhận thức nó là một loại tiền tệ và sẵn sàng giao dịch hàng hóa và dịch vụ bằng loại tiền này. Vì vậy, tăng trưởng luôn là một chiến lược, do đó chúng tôi đã phát triển lên hơn 35 triệu thành viên gắn bó và vẫn đang tiếp tục phát triển, và tăng trưởng là một trong những chiến lược cốt lõi. Hai, phi tập trung là chiến lược thứ hai. Phi tập trung không chỉ theo nghĩa phi tập trung về kỹ thuật, với tất cả quá trình di chuyển testnet và cả quá trình di chuyển Menet đều đang trong quá trình phi tập trung này. 3. Xây dựng tiện ích là chiến lược thứ ba và chúng tôi thực hiện nó thông qua việc xây dựng nền tảng, cho phép không chỉ bản thân chúng tôi mà còn các nhà phát triển khác có thể xây dựng các ứng dụng bi lên trên blockchain bi để tạo ra các tiện ích trong khi ba chiến lược này vẫn được duy trì cho giai đoạn hiện tại và trong tương lai chúng tôi muốn nhấn mạnh một trong những tương lai gần đây nhiều tiện ích hơn và những tiện ích mà chúng tôi đang cố gắng xây dựng là những thứ ở cấp độ cao chúng tôi muốn chuyển động đồng này từ cộng đồng có động cơ bên ngoài sang cộng đồng có động cơ nội tại hai khái niệm này tôi không biết mọi người có biết không nhưng tôi muốn giải thích thêm một chút động lực bên ngoài là gì có lẽ nhiều bạn đã thực sự nghe và trở thành một từ thông dụng là làm gì đó để kiếm tiền. Chẳng hạn như đi chạy bộ để kiếm tiền, chơi để kiếm tiền, kiểu mô hình này, đó là bản chất của cộng của động lực bên ngoài. Và tất nhiên nhiều dự án trong số đó đã thực sự thất bại vì vậy động lực bên ngoài là một cơ chế rất mạnh mẽ. Nó có thể gắn kết mọi người lại với nhau, kể cả kết mối quan tâm và cũng thúc đẩy mọi người sắp xếp để làm những việc nhất định cùng nhau. Nhưng nó phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó, cách dự án sử dụng nó và nó phục vụ mục đích gì. Trọng cơ nội tại có nghĩa là nó cung cấp tiện ích. Thực sự, giải trí có nghĩa là ai đó được giải trí, tức mang lại giá trị gia tăng. Đó là một loại tiện ích, tiện ích cung cấp những điều sẽ không xảy ra nếu không có sản phẩm này hoặc giải quyết một vấn đề thực tế mà bạn có nhu cầu bạn sẽ được đáp ứng bởi sản phẩm cụ thể này. Các ví dụ về việc sử dụng hệ thống có động cơ nội tại, chẳng hạn như công cụ hội nghị, cuộc gọi điện, video zoom. Mọi người đang sử dụng một công cụ để đáp ứng nhu cầu mà họ cần có các cuộc họp với những người ở xa và nhu cầu đó được đáp ứng. Và đây là một tiện ích rằng việc sử dụng zoom của mọi người không quan hột vào giá cổ phiếu của công ty zoom cao hay thấp. Và một ví dụ khác là việc sử dụng iPhone của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cổ phiếu của Apple. Không nhất thiết. Nhưng hôm nay cổ phiếu của Apple tục tục và tôi đã dừng việc gọi điện cho bạn mình. Không, không nhất thiết. Đó là lý do tại sao về bản chất những sản phẩm này có động cơ thúc đẩy người dùng. Sử dụng nó. Vì vậy những gì chúng tôi đang cố gắng làm trong tầm nhìn lớn hơn hoặc một chiến lược cấp cao hơn. Đó là chúng tôi muốn chuyển cộng đồng của mình từ rất nhiều động cơ bên ngoài chuyển sang động cơ nội tại. Có nghĩa là những người tiên phong muốn đến với mạng bi không phải vì có động lực bên ngoài hay còn gọi là đầu bi. Tuy nhiên ngoài cơ chế này giúp cho network rất mạnh mẽ, chúng tôi muốn chuyển sang loại hiện loại hình tiện ích mà nó tạo ra và cung cấp cho cộng đồng. Và đó là một phần lý do chúng tôi cũng thiết kế giai đoạn mạng kính này rất khác so với các dự án khác rất trực quan. Bởi vì phần lớn các dự án Mục tiêu của họ là được lít sàn Chúng tôi đặc biệt thiết kế giai đoạn kính Để nuôi dưỡng một số loại công trình tiện ích nhất định Không nhất thiết phải yêu cầu kết nối bên ngoài Và loại tiện ích đó sẽ giúp nuôi dưỡng Tư duy, giáo dục Những người tiên phong và tâm lý Của cộng đồng Để chuyển từ tiền mã hóa tập trung Đầu cơ tổng thể Cộng đồng giống như Bnetwork giải quyết Chính xác điều gì Tại sao tôi phải mạng lưới tiền mã hóa với nhiều phất như thế này và tất nhiên tôi không nói mạng mở là không tốt đó là mục tiêu cuối cùng vì vậy thời gian của mainnet mở phụ thuộc vào cách chúng ta có thể nuôi dưỡng một số loại công trình tiện ích nhất định và sự cấp thiết của chúng ta cố gắng tạo ra tiện ích dựa vào các mạng bên ngoài và tôi muốn trả lời tại sao chúng ta cần thực hiện sự chuyển dịch này đây là chìa khóa thành công thực sự trong thế giới tiền mã hóa và thế giới hiện nay. Các mạng tiền mã hóa cần có khả năng cung cấp các dịch vụ thực sự chứ không chỉ là công cụ đầu cơ. Bản thân tiền mã hóa và blockchain có một tiện ích nhất định về bản chất, đó là sự phi tập trung, kiểm duyệt hoàn toàn tự chủ. Tất cả những thứ này đều là điểm mạnh của blockchain. Các tiện ích là có thật nhưng chúng không nhất thiết phải được chia sẻ phổ biến bởi phần đông nhân chúng mà chỉ trong giới những người rất đam mê tiền mã hóa, những người hiểu ý nghĩa của phi tập trung thực sự có vấn đề về chống kiểm duyệt. Chẳng hạn như Bitcoin tại sao nó lại thành công nhiều như vậy? Bởi vì do tiện ích riêng của Bitcoin, tiện ích bản địa của blockchain. Bây giờ chúng ta cần tìm những giải pháp tương tự để mạng của chúng ta thành công. Chúng ta cần tìm những tiện ích thực sự. Nó có thể không còn giới hạn ở một nhóm nhỏ nhưng người được hưởng lợi từ loại tiện ích bản địa này Do đó chúng tôi cần xây dựng một nền tảng cho phép các tiện ích dễ hiểu có thể chấp nhận được của đối tượng chính được thực hiện tạo ra lặp lại quy trình đó và chính thức xuất xưởng B Network nhằm mục đích hoàn thành sự chuyển đổi này từ cộng đồng bên ngoài sang bên trong để tạo ra các tiện ích mới ở định dạng web 3.0 và thành thật mà nói quá trình này không phải là điều bạn nói bạn làm bạn có thể bạn sẽ đạt được quá trình này chỉ cần lưu ý thôi Cộng đồng cần phải có rất nhiều thử nghiệm với rất nhiều phiên bản khác nhau bởi chúng tôi là có tim có lẽ sẽ có rất nhiều điều không ổn vì tiện ích và sản phẩm thực sự không phải là điều chắc chắn và không ai ra ngoài và nói Ồ tôi có thể tạo ra thứ gì đó và ngay lập tức ngày hôm sau nó được bán trên thị trường nó tương tự như vậy nếu theo nghĩa đó nó chỉ trong bối cảnh của thế giới tiền mã hóa và web 3.0 tiện ích là có thật để giải quyết nhu cầu của con người thực sự muốn là có thật vì vậy nó giống như việc tạo ra một công ty khởi nghiệp hoặc một doanh nghiệp sau khi thành công mọi người đều có thể nói ồ một ý tưởng đơn giản như facebook ồ chỉ là một ý tưởng đơn giản mọi người đều tạo ra một mạng xã hội với tên thật nhưng trước khi thành công anh ấy phải mất rất nhiều thời gian và tương tác và thực sự là rất nhiều thử nghiệm trước facebook có máy bay và tất cả các mạng xã hội này và sau đó là một loạt các nỗ lực mạng xã hội nhưng duy chỉ nhưng duy nhất mạng xã hội này thành công vì vậy những gì tôi đang cố gắng nói là không có gì chắc chắn rằng tiện ích này sẽ thực hiện dễ dàng không phải là ứng dụng đầu tiên chúng tôi tung ra không phải là đợt đầu tiên các nhà phát triển đã viết ra ứng dụng bi của họ trên nền tảng bi nó sẽ đánh vào tiện ích nhưng bi hy vọng sẽ tạo ra một môi trường nuôi dưỡng việc xây dựng tiện ích và hỗ trợ các nhà phát triển trong việc xây dựng tiện ích và giáo dục cộng đồng của chúng ta từ về tư duy tập trung vào tiện ích chúng ta là một mạng lưới bi chúng ta có một khởi đầu tốt và chúng tôi có các nguồn lực tốt cho phép chúng ta thực sự tạo bước đệm tốt cho việc xây dựng tiện ích cùng nhau những gì chúng ta có điều có đầu tiên là mạng xã hội và cộng đồng lớn Động lực khởi đầu để tôi và Nicolas tạo ra dự án này thực sự đến từ nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực tương tác giữa con người và máy tính. HCI HCI là nghiên cứu về cách thiết kế hệ thống, hệ thống máy tính để mọi người sử dụng và mở rộng quy mô sử dụng. Một khái niệm cốt lõi bên trong HCI là sự lặp lại của người dùng. Người dùng cần cung cấp cho bạn phản hồi về việc liệu công cụ của bạn hoặc hệ thống của bạn có hữu ích hay không và bạn tiếp tục nhận phản hồi tất nhiên là xử lý chúng và thông báo cho thiết kế sản phẩm của bạn vòng lập này phải diễn ra nhiều lần như tôi đã nói các ứng dụng bi sẽ bị lỗi nhiều lần cho đến khi hoàn thiện Tuy nhiên với những loại tiền mã hóa trước khi chúng tạo chúng tôi tạo ra bi chúng tôi đã xác định vấn đề cao nhất đối với việc áp dụng hàng loạt tức là dưới dạng tiền mã hóa và cả việc xây dựng tiện ích thực sự đó là mạng xã hội có giới hạn ngay cả khi chúng tôi đang dạy sinh viên stanford trong lớp xây dựng các ứng dụng phi tập trung tại thời điểm ethereum là nền tảng tốt nhất về các công cụ và môi trường dành cho nhà phát triển sinh viên của chúng tôi thực sự xây dựng nhiều dự án cho lớp học tuy nhiên không có ai sử dụng nó thậm chí không có người thử nghiệm nó rất nhiều ý tưởng tuyệt vời nhưng không có người vậy tại sao mạng bi lại khác với mạng khác bởi vì chúng tôi đang đứng đầu cộng đồng rộng lớn tuyệt vời này và cộng đồng này tạo ra môi trường phù hợp cho bất kỳ sản phẩm thực tế nào đang thiết kế và cải tiến. Vì vậy, một mạng xã hội và cộng đồng lớn và nguồn lực mà mạng bi có được để đạt được con đường xây dựng tiện ích dịch dương hiển dũng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn các bạn lại video sau. Và nếu cứ như các bạn chưa đăng ký bi thì hãy vào mô tả video đăng ký các bạn. Mã thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại lần sau.